sức cầu nó mạnh. Vậy thì hôm nay chúng ta đã thấy trên sàn giá là 3 sen 2,9 đến giá thị chậm thấp xuống đến tận 2. Thì là 1 sen, thậm chí là dưới 1 sen. Tại sao? Tại vì là nhiều người có cái token này. Đấy, thì tôi cũng nhớ lại cái ví dụ khi mà Bitcoin mới xuất hiện ấy. Thì mọi người ai biết Bitcoin từ năm 2010? Khoảng độ 2010 các bạn thử giơ tay lên xem nào. Ai đã từng nghe nào đến Bitcoin từ năm 2010? Chắc chắn là các bạn nhớ từ hồi đấy không ạ? Thế thì ai đã có Bitcoin từ năm 2010? Không có. Thì ai năm 2011 đã có Bitcoin rồi? Có một vài người giơ tay. Thế còn năm 2012? Thế năm 2014? Thì có ai đã được từng nghe đến và đã từng có sở hữu token Bitcoin? Sau đó thì có thêm Ethereum xuất hiện. Lần đầu tiên tôi làm quen với cả Bitcoin là năm 2010, thì có một khách hàng đã thanh toán cho tôi. Hồi đấy thì là có một cái khóa học của tôi. Năm 2010 họ trả tiền cho tôi một cái khóa học, đó là cái tiền hồi đấy hơi mốt đấy, là tiền điện tử và họ thanh toán. Ok, thanh toán thì thanh toán. Thì đến năm 2011 thì là thực hiện chúng tôi khai trương cái học viện. Năm nay là sẽ được 10 năm đấy. Thế nên chúng tôi đã đưa ra cái thông tin là 10 năm của học viện năm nay. Thế thì cái hồi đấy có cái câu chuyện là có một người trong số những người đào hồi đấy năm 11 hay 12 gì đấy, họ đào, họ mua một cái pit, mượn đào được 10 Bitcoin và mua pizza bằng cái đấy. Ai biết câu chuyện này giơ tay cho xem ạ. 10.000 Bitcoin để mua pizza. Với giá bây giờ thì là bao nhiêu tiền các bạn có biết không? Các bạn nhân với 30.000 thì là 30 triệu đúng không nhỉ? Có đúng không? Tân có đúng không nhỉ? Có đúng số không? 300 triệu mua pizza với giá 300 triệu đô. Thế nhưng người đấy không tiếc. Người đấy bảo là mọi người hay hỏi là anh có tiếc không, thì người đấy nói là tôi không tiếc. Mà hồi đấy thì tôi thấy là có lợi rồi. Còn bây giờ mọi người bắt đầu bán token USDT dưới 1 cent thì tôi mới nói là khoảng 10 năm sau thì họ cũng sẽ nói là không sao, tôi không tiếc. Hồi đấy thì tôi cần tiền. Nói thì dù sao là cũng không phải là miễn phí mà, được không? Thế nhưng mọi người không hình dung ra được khi mà họ bán giá nửa cent dưới 1 cent bán USDT hoặc là bán CRU giá 2-3 cent trên sàn ấy. Họ không hình dung được là cái hạnh phúc của họ đang có nắm giữ. Các bạn nhớ không ạ? Hạnh phúc là một cái hành trình, một cái quá trình để hàng ngày, mỗi ngày tỉnh dậy thì các chúng ta nghe được tiếng chim hót. Chúng ta có được cái cơ hội để nghe được cái tiếng chim hót đó. Các bạn có thể đứng dậy, các bạn có thể đánh răng. Và các bạn biết là hồi mà tôi làm cái sau khi tôi bị phá sản lần thứ 2 ấy, năm 2008, thì tôi đã tham gia vào theo cái hướng, thì từ 11-17 năm nay tôi đã làm cái rồi, thì tôi đứng cạnh và tôi bắt đầu năm 2009 thì tôi bắt đầu tích cực làm về cái năng lượng các thứ, thì tôi đã phân tích tại sao tôi lại trở thành người bị phá sản. Thì tôi xem cái quantum vật lý lượng tử các thứ thì tôi đã phân tích như đấy. Và khi mà hiểu được cái những cái điều này rồi thì tôi đã hiểu ra được một điều quan trọng. Đó là phải làm có mặt ở đây vào thời điểm này. Nhưng mà đôi khi chúng ta hay nói về tương lai. Thì mọi người có hay nói là số quá khứ không thể tồn tại, cũng như là tương lai cũng thế. Tương lai thì phụ thuộc vào cái hiện tại của chúng ta. Còn quá khứ thì có thể trở thành bài học cho chúng ta, người thầy của chúng ta. Làm thế nào để không phạm phải lỗi lầm. Thế nếu như mà chúng ta phân tích cái câu chuyện về tiền Bitcoin hay Ethereum, thì những gì mà khách hàng của chúng ta đã làm với UNTB và CRU thì đấy có lẽ là lựa chọn của họ thôi. Họ có cái lựa chọn, đó là hạnh phúc của họ. Thế nhưng mà nhờ có bảo đảm kỹ thuật số thì chúng ta có thể tham gia vào thị trường. Và chúng ta có mục tiêu là kết nối trong vòng 10 năm 50 triệu hoặc nhiều hơn, 50 triệu doanh nghiệp hoặc nhiều hơn. Các bạn hình dung con số không ạ? Chúng ta tạo ra một cộng đồng mà hỗ trợ công nghệ new, công nghệ của cải tiến kinh tế thế giới 15 hoặc là 30% đấy. Thế tôi cũng hỏi tại sao lại 15 đến 30? Tại sao lại là con số đấy? Tức là từ 1 tỷ đến 3 tỷ người dùng đăng ký. Thế thì nó sẽ là có 1 tỷ người dùng tích cực trên hệ thống. Thế thì những gì mà các bạn đã thực thấy ngày hôm nay, khoảng nửa giờ trước khi mà tôi phát biểu ở đây, thì có liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta là đầu tư
cộng đồng thuê mạng lưới, tại sao chúng ta lại nói về điện hay là về khí? Chúng ta đi bán điện hay đi bán khí hay sao, đúng không? Mọi người sẽ hỏi, mọi người không hiểu. Thế thì tôi đến, đây thì tôi đang ở Ý, sau đó tôi sẽ đi Thụy Sĩ, sau đó thì tôi sẽ đi sang Ba Lan để xem cái nhà máy Ba Gian, xong tôi sang Litva, tôi sẽ đi một vòng công du một vòng châu Âu, và sau đó chúng tôi đến Estonia để xem cái sàn crypto, và sau đó tôi quay trở về Moscow, và sau đó thì tôi sẽ sang một nước nói tiếng Nga, hàng xóm của Nga, và chúng tôi hy vọng là chúng ta sẽ có được cái động lực viễn, chúng ta sẽ có được cái đề xuất trong 5 năm. Đấy, không có nhiều người đầu tư cộng đồng lắm, thì chúng ta đang nói về vấn đề điện hay là gì, tại sao tôi lại thấy là chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề này ở đây là rất là tuyệt vời, bởi vì là thực sự là ở châu Âu thì thế nào, ở bên Nga thì mọi người vẫn còn hạn chế, vẫn còn kiềm chế. Nếu như chúng ta lấy nước Nga hiện nay hay là Liên Xô ngày xưa đấy, chúng ta có những cái người tiêu dùng họ sẽ phải trả tiền rất ít hơn các doanh nghiệp rất là nhiều. Ở châu Âu hoặc các nước phương Tây thì các bạn dùng điện càng nhiều thì các bạn trả phí càng ít, thế nhưng mà doanh nghiệp thì họ phải trả thấp hơn. Thế nhưng ở Nga thì lại ngược lại, tức là thể nhân thì phải trả thấp hơn pháp nhân. Thế thì nó sẽ có những cái mức hỗ trợ dành cho thể nhân. Thế nhưng giá tiền điện, tiền khí thì cũng khá là cao, và có nhiều người bán dịch vụ này. Và tôi nghĩ là chỉ một chút xíu nữa thôi thì sẽ như là ở Ý thôi, chúng ta sẽ ký ra có những cái con số khác nhau, và chúng ta sẽ phải sử dụng những cái công ty mà đã có sẵn rồi. Thế nhưng mà chúng ta sẽ đi tiếp, mà chúng ta hình dung là ví dụ là chúng ta cứ giả thiết đi là sẽ ra xuất hiện một cái hộp mà trong đó nó có thể cao 1,5 mét, 1,5 mét nhân 2 mét. Đây là cái động cơ để tạo phát điện, nó sẽ tạo ra điện. Các bạn hình dung thế nhá, thì nó là cái vấn đề về khí hay là về điện thì nó sẽ được bỏ qua, và coi như chúng ta lại có được miễn phí, giả sử như thế. Thế nên như một cái máy như vậy nó xuất hiện ở chỗ chúng ta, thế thì có bao nhiêu người nội trợ sẽ sử dụng cái này, sử dụng cái thiết bị này để được miễn phí tiền điện, tiền nước, tiền ga? Ai quan tâm đến cái việc đấy? Thì tôi nghĩ là những người mà đào mà Bitcoin hay là gì đấy thì chắc chắn là họ sẽ giơ tay đầu tiên. Thế thì tôi sẽ sang cái nước đấy và tôi thử xem là có đúng thật hay không. Thì cái video mà tôi được nhận để xem thì thực sự là tôi rất là phấn khích. Và tôi cũng muốn, tôi đã trao đổi với một số top leader rồi, thì tôi hy vọng đây là cái tin thật. Thế là 5 năm qua thì tôi đã gặp rất là nhiều tin giả, tin fake rồi, nhiều lắm rồi. Thế thì tôi hy vọng là nó là đây là tin thật. Thế chúng ta sẽ có thể làm được cái này. Thế thì chúng ta sẽ có một cái mạng lưới lớn ở khắp thế giới, và chúng ta sẽ có những cái công nghệ khác nhau. Tôi nghiên cứu các cái dự án, các cái đề xuất khác nhau. Thì nếu thực sự là nó xứng đáng thì chúng ta sẽ có thể kiếm tiền được, chúng ta sẽ có thể cùng tham gia. Đấy, thì tôi hiểu là khi mà chúng ta ra mắt thị trường thì cái đồng token của chúng ta luôn luôn phải có sức cầu cao, và khoảng 50 triệu người muốn kết nối với chúng ta về các cái trong các lĩnh vực như là y tế hay là giáo dục hay là các dịch vụ tiêu dùng, nông sản, nông nghiệp, tất cả các lĩnh vực mà tồn tại, lĩnh vực kinh tế tồn tại, tất cả trên blockchain. Đấy, thì hôm nay chúng ta cũng nói về cái nước hoa đấy. Nước hoa thì nó là hương điệu mà, đúng không? Nó là hương thơm, thì tôi cũng đã từng nghiên cứu nước hoa. Và khi mà chúng tôi làm quen lần đầu tiên Meromon thì tôi hiểu là đây là một nghệ sĩ tạo ra được một cái kiệt tác về hương liệu. Và những cái hương vị mà anh ấy tạo ra được thì nó thực sự là rất là một cái thương hiệu rất là đắt. Thì nhiều người đã có thể vào xem internet và xem anh ấy có rất là nhiều thứ. Nhiều người nói là có những cái sản phẩm nó rẻ, có vài nghìn thôi, thì tôi bảo là đặt thử đi, không có thì mọi người nói là báo hết hàng. Thế thì sau đó thì mọi người nói là đây, cái sản phẩm rẻ mà 300 euro ấy, thì các bạn có thể đặt mà xem nó có đến được không, nhưng mà các bạn sẽ thấy ngay là hết hàng xem. Tại vì là cái sản phẩm đắt thì mọi người cứ biết giá rẻ đi để cho hấp dẫn mà, thế nhưng mà thực ra lúc hỏi đến thì hết hàng hết. Thế
Thế thì hồi đó là năm 1993 thì phải. Hồi đấy là tôi có gần, hồi đấy tôi đi mà vào Paris. Không phải hồi đấy tôi đi biển. Hồi đấy tôi là đi Toulouse rồi, Toulon hay cái gì đó, Marseille thì phải ở Pháp. Tóm lại thì tôi đã đến, tôi đi biển và tôi đã đi vào Marseille và đến vào cửa hàng bán nước hoa. Thì tôi đã xem là tôi đã có cái nước hoa thật. Và khi đó thì cái cô gái nói là anh mua cái hoa để làm gì? Và tôi nói là tôi đang làm doanh nghiệp, thì tôi sẽ đi làm kinh doanh, thì tôi sẽ muốn kiếm thật nhiều tiền. Thế thì là cái cô gái đấy bán hàng đấy đã bán cho tôi 5 loại nước hoa. Cô ấy nói là đây là loại này để làm kinh doanh này. Đấy, để khi mà đi làm chúng ta sẽ xịt cái nước hoa này. Cái loại thứ hai này thì là khi mà các bạn đi gặp mà bạn gái mà lãng mạn thì các bạn phải xịt nước hoa này. Có một cái loại là dành để đi câu lạc bộ đêm chẳng hạn, thế thì muốn đi đâu. Và tiếp theo thì là để đi câu lạc bộ rồi đi rồi dùng cho cả buổi đêm nữa. Đấy, thì tóm lại là có nhiều loại, 5 loại nước hoa khác nhau để chúng tôi sử dụng trong 5 cái tình huống khác nhau. Đấy, thì thế thì khi mà chúng ta xịt cái nước hoa đấy thì cái cô gái mà đi cùng chúng ta sẽ đồng ý hết tất cả những thứ với chúng ta. Đấy, thì nó sẽ là có cái sức cuốn quyến rũ như vậy. Và cô ấy kể, cô bán hàng này kể hết, bảo là nếu mà anh chơi thể thao thế thì anh đi vào cái phòng ấy thì các anh có thấy mùi nước hoa không, toàn là mùi mồ hôi rất là hôi đúng không, thế thì anh xịt cái nước này thế thì nó sẽ đỡ, thế thì anh sẽ không bị bốc mùi nữa, khi mà tập thể dục thì anh cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Thì tóm lại là một cái loại nước hoa và chúng tôi đã được giới thiệu 5 loại nước hoa khác nhau. Hồi đấy tôi còn chưa được 24 tuổi đâu, thì tôi lúc đấy khi tôi làm các cái công việc đi làm ăn ấy thì tôi đã xịt cái loại nước hoa dành cho cái việc kinh doanh, thì tôi đã ký kết được những cái hợp đồng rất là hàng ngon. Mà khi mà tôi đến gặp một người mà hỏi một cái vấn đề, một cái hợp đồng rất lớn, thì tôi đã đến gặp cái người đấy, người về dầu khí, và anh nói là này anh Andre, anh có cái mùi thơm thế, không biết là anh đang sử dụng cái nước hoa gì vậy. Đấy, hồi đấy tôi là người đi làm thủy thủ và tôi đi mua nước hoa ở Pháp, thì tôi kể chuyện như thế, thì mọi người bảo ôi hay thế nhỉ. Và thì tôi còn nữa thì tôi tặng cho anh nhé. Thế thì tôi đã tặng cho họ cái nước hoa đấy, và sau tôi đã ký kết được một cái hợp đồng rất là tuyệt, rất là lớn. Thế như là tôi muốn nói là cái gì, nước hoa nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Vậy thì nó liên quan gì đến chúng ta, liên quan kể cả y tế hay là năng lượng cái gì, nó liên quan gì đến chúng ta. Thế cái nước hoa mà chúng ta có thể sản xuất này, nó sẽ có ở trong cái danh mục của chúng ta, nó sẽ có một con số, chúng ta sẽ không thể mua rẻ được ở trên mạng mà cái giá rẻ bằng 1/10 đâu. Chúng ta sẽ có lên blockchain mà, những cái đấy sẽ được bảo đảm. Đây là nước hoa thật mà đúng là sản xuất ở cái nhà máy dành cho các bạn. Và cái những cái mà tôi vừa nói với các bạn đấy là những người bên trong chat là họ không hiểu gì. Đấy thì tôi muốn giải thích lại cho họ để họ hình dung là họ tại sao mình lại đi bán điện hay đi bán khí. Thế thì các bạn đừng lo. Thế là ở Đức thì chúng ta đang bán những cái chứng chỉ để chúng ta mua điện, và chúng ta sẽ được giảm giá 50%. Thế thì bán được qua mạng lưới. Đấy thì chúng ta sẽ có được bán cả cái điện thoại, bán cả dịch vụ viễn thông các thứ nữa. Thì đấy là bình thường. Thế thì chúng ta là một công ty đặc biệt, công ty không phải là tầm bình thường, công ty mà đã nhận cái trách nhiệm để tham gia vào hệ thống kinh tế. Và trong hệ thống kinh tế này sẽ tạo ra được một cái sự tiến hóa của nền kinh tế thế giới. Chúng ta không nói đến cách mạng nhé, chúng ta không nói cách mạng gì cả, chúng ta chỉ nói đến sự tiến hóa, tức là cái sự phát triển bình thường. Cách mạng tức là phải phá đi, đập đi xây lại. Còn bất cả những cái cuộc cách mạng thì bao giờ cũng phải dây đến đổ máu và nó sẽ phá hoại rất là nhiều. Thế khi nói đến sự cách mạng thì chúng ta phải hiểu được cách mạng là gì. Đó là cái người cấp ở bên trên thì họ không thể sống theo cách mới được, mà bên dưới thì họ không thể chấp nhận theo cách cũ được, thì chúng ta phải tạo ra cái sự thay đổi mà là lật ngược lại. Đấy thì chúng ta phải thay đổi tất cả những gì xung quanh. Thế thì nhiều người biết là trong lĩnh vực tài chính, trong cái khu vực tài chính thì chúng ta đã có những cái kẻ lừa đảo mà đã được pháp luật công nhận. Và những cái nhà tay chơi lớn ở trong lĩnh vực tài chính thì họ sẵn sàng, họ sẽ giết heo và họ sẽ gọi là chúng ta nuôi cừu béo để họ lấy lông đấy, họ sẽ thành ra là chúng ta
biết là họ có luật chơi riêng của họ mà mình phải theo họ. Thế nhưng mà chúng ta đang đi lên thị trường chứng khoán, chúng ta đi lên thị trường crypto, chúng ta đi vào tham gia vào lĩnh vực tài chính. Tại vì sao? Tại vì chúng ta không có cái lối thoát khác, chúng ta không có cái lựa chọn khác. Thế bây giờ chúng ta có thể tạo ra những cái lựa chọn khác để chúng ta có thể hạnh phúc, bởi vì chúng ta có được cái cơ hội được có thể lựa chọn. Và cái lựa chọn đấy thì sẽ giúp chúng ta và những người khác nữa. Và khi mà tôi được nghe nói là tôi làm việc rất là nhiều, tôi mỗi ngày chỉ nghỉ có ngủ có 3 tiếng đồng hồ, thì tôi cũng nghĩ luôn là tôi không làm việc quá nhiều. Bởi vì là sao? Mục tiêu của tôi là gì? Là cái sự cải tiến nền kinh tế thế giới, cái tiến hóa nền kinh tế thế giới, là mọi người ai cũng có thể làm được cái điều mà họ thích. Và khi mà họ đã làm cái điều mà họ thích rồi thì họ không phải là làm việc nữa mà họ đang chơi. Và bây giờ tôi đang làm cái điều mà tôi thích, cho nên là không tính đấy là làm việc, mà tôi là tính là đấy là tôi đang chơi, tôi đang thực hiện sở thích của mình. Mục tiêu của tôi là làm giúp cho mọi người có thể tìm được cái sứ mệnh của mình, làm thế nào để không phải là làm việc nhưng mà vẫn có thể tạo ra cái của cải vật chất và cái lợi ích cho những người khác, cho bản thân mình và những người xung quanh. Chúng ta sẽ đầu tư vào phát triển của công nghệ, của khoa học, liên quan đến có thể là cả vấn đề về y học hay là tất cả những cái vấn đề khác nữa. Thế thì chúng ta, cả những gì mà chúng ta đưa sẽ làm, thì tôi cũng muốn nói với mọi người là những ai đang ở Ý và những ai đang xem trên Zoom, thì anh Arman vẫn hay nói với tôi là các thủ lĩnh của chúng ta, các leader của chúng ta thì vẫn hay nói là không có lệnh, là đôi khi là chúng ta có cảm giác là chúng ta không biết là đi về đâu. Chúng ta đã không biết là chúng ta đang đi về đâu, chúng ta đầu tư vào cái này, sau đó chúng ta không thành công thì chúng ta lại không đi nữa, không đi tiếp nữa, chúng ta dừng lại, chúng ta lại kiện cáo, chúng ta đi tiếp, vân vân. Đấy thì là đôi khi là không hiểu là chúng ta đang đi về hướng nào. Thế nhưng mà tôi biết là chắc chắn là tôi đi về hướng nào. Tôi đang muốn hướng tới 3 tỷ người dùng đăng ký, đó là 50 triệu doanh nghiệp, đó là tạo ra cái nền kinh tế crypto. Đó thì chúng ta sẽ phát triển. Thế thì ở blockchain thì có cái gì hay? Đó là cái chỗ mà chúng ta phát triển, luôn là phát triển. Cái nền kinh tế thì chúng ta có hiểu là từ từ tiết kiệm, mà chúng ta có thể phát triển như nào? Kinh tế thì bao giờ cũng phải kìm hãm, cũng phải tiết kiệm cái gì đấy, đúng không? Thế thì tôi muốn là mọi người có thể thoải mái, mọi người có thể làm những gì mình muốn. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển. Tôi bảo là không biết là gọi là nền kinh tế crypto hay là cái gì crypto bây giờ nhỉ, gọi là cái gì? Thì chúng ta sẽ chọn là gọi nó là cái gì, và các bạn sẽ xem là trên điều gì đang xảy ra nhé. Nó nghe là kinh tế crypto ấy, mọi người hãy xem điều gì diễn ra trên thế giới. Nước Mỹ Latin thì nó đã không sang được đây, các bạn ở Colombia và Peru họ không sang đây, thì mọi người đã thấy ở đây có 6 nước và họ có biết về Bitcoin hệ thống, và Salvador là cái nước mà công nhận Bitcoin. Anh đã nghe cái thông tin đấy nào, cái tin tức đấy phải, mọi người nghe thấy rồi đúng không nào? Trung Quốc cái tiền là crypto yuan, crypto nhân dân tệ họ đã muốn ra từ tháng 10 và đó đã có cái việc của mua bán thử rồi, thì người ta từng mã hóa nhân dân tệ dựa trên công nghệ blockchain, tiền crypto euro, giờ tiền crypto đô la. Điều này có nghĩa là gì đối với chúng ta? Tôi mới đây muốn ghi cái buổi phỏng vấn và người ta hỏi tôi thì điều này có nghĩa là gì, thì tôi muốn nói luôn mọi người, điều này có nghĩa là cái sự lạm phát liên quan tới kinh tế crypto là sẽ không có đâu. Nhưng tôi thấy ở đây là giảm giá, nên tôi thấy là ở đây lĩnh vực crypto và cái tiền tệ crypto của quốc gia mà trước đây người ta sản xuất tiền vô tội vạ, các cái đế chế và họ quản lý cái kinh tế, thế hiện tại thì là chính nhà nước sẽ ra sản xuất những cái đấy. Tức là ở đây có nghĩa là gì? Từ một cái thế giới một chiều mà trước đây nó đã có giấy sự áp đặt của tiền đô la, và sau đằng sau đô la thì có nhiều các cái đế chế khác nhau, thì bây giờ nó sẽ chuyển tới các cái chính sách cũng khác, cái kinh tế khác, chuyển tới các cách phát triển khác. Chúng ta phải làm cái gì để chúng ta có thể làm việc một cách trực tiếp nhờ vào blockchain của chúng ta và nhờ các cái cổng thanh toán tiền crypto pháp định Quantum, một cách
trực tiếp với tiền mã hóa crypto này, tiền mã hóa euro này, tiền mã hóa nhân dân tệ này, tiền mã hóa rupee, tiền mã hóa ruble. Nếu mà ví dụ như là được ở nước Mỹ Latin mà cũng được công nhận thì chúng ta có thể làm việc trực tiếp qua USDU chẳng hạn. Và chúng ta đang đàm phán một số các cái trong lĩnh vực này, và chúng ta đang chuẩn bị một cách rất là nghiêm túc. Và mọi người đã nghe thấy chưa, trong cái quan tâm trên hệ thống của chúng ta, Ivan đã chỉ rồi. Tôi khuyên mọi người đăng ký hết từ ngày 15 tháng 7 sẽ bắt đầu đã bán thẻ. Người ta sẽ các anh thiết kế lập trình viên đang giúp, và từ tháng 7 chắc chắn là sẽ có, đấy là cái việc kết nối từ thẻ của các bạn vào cái hệ thống này tới Google Pay, và ở đây thì các bạn có thể kết nối thẻ của mình và sau đó có thể chuyển được tiền, hoặc là mọi người có thể đặt được thẻ của mình. Tôi hôm qua đã chỉ cho mọi người thẻ rồi, ai đã thấy cái thẻ bằng kim nó nhìn một cách rất là kiểu đẹp và rất là trong hoành tráng. Thì tất cả những thứ gì mà chúng ta tạo hôm nay và thẻ với anh Baroni, với đội ngũ của anh ấy, một cái phần rất là lớn mà công ty đang chúng ta phải thực hiện, anh đã lấy trách nhiệm để thực hiện, và tôi rất thích cái đấy. Điều đó bình thường hay không bình thường, tôi nghĩ thì nó thực sự là rất là bình thường, vì chúng ta với anh Baro, nhưng mà những thứ gì mà anh ấy làm, tôi muốn bày tỏ cảm ơn rất là lớn. Anh ấy đâu rồi nhỉ? Mọi người hân hô nè, hoan hô cho anh Baro nhìn nè. Vì tất cả những thứ gì mà anh ấy làm, thực sự là anh ấy làm điều gì? Thì tôi ngày xưa cũng là người như vậy, tôi thấy công ty có khoảng trống chẳng hạn, tôi sẽ đã thống nhất, và anh bảo tôi thống nhất với lãnh đạo và tôi đi làm chứ có vấn đề gì đâu, đó là mảng quy dân của tôi mà. Thế anh cũng như vậy thôi, anh lấy cái mảng đó và anh sẽ làm việc, anh sẽ tạo một cái đội ngũ, cái IT, okay. Họ làm việc không phải được vì lương đâu, họ làm việc vì cái đồng chủ sở hữu, tức là vì cái cổ phần ở trong dự án này. Tôi có muốn liên hệ với tất cả mọi người, ai mà ngồi trong một lĩnh vực khác nhau, một lĩnh vực khác nhau, mọi người là một phần của công ty, mọi người có thể tìm được cái lĩnh vực mà khoảng trống nước bạn mà nó cần cho nước bạn. Các bạn người cứ lấy cái ví dụ như em hôm nay, những cái đội ngũ tình ý này, họ lấy và họ thực hiện, và chúng ta chỉ cần thống nhất thôi. Chẳng hạn như là em hôm nay viết Andre, tôi muốn làm cái này được không, thì tôi đương nhiên trả lời đương nhiên là ổn rồi, làm đi. Và mọi người biết là ai mà cho chúng ta các ý tưởng thì tôi nói tuyệt vời, anh thích gì à, đúng không, anh biết làm nào thì anh hãy làm đi. Vì tôi đang là làm công việc của tôi và một số người làm công việc của họ, và nên là đây nói chung ấy, thì tôi có cái câu này, mọi người hãy ghi vào cái câu này nếu ai chưa nghe thấy. Khi mà bạn ở trong cái trạng thái thành công, khi mà bạn đang ở trong trạng thái thành công, ai có thể giúp được tôi nhỉ? Thì mọi người không cần phải nghĩ về cái việc làm trở thành số 1 đâu, vì bất cứ ai cũng sẽ mạnh trong mảng của mình. Và cái kết quả nó sẽ cái sự tăng tốc, nói nôm na là như vậy. Nếu mà bất cứ ai mà thực hiện cái công việc của mình thì tất cả chúng ta sẽ trở thành và chúng ta sẽ đứng được một hàng, và chúng ta sẽ có thể đi được và chiếm đoạt các thị trường với nhau. Vì một mình tôi không thể thực hiện được các điều này, chúng ta có 4 người trong 3 chiến lược cũng không thể thực hiện được. Ở trong đại sứ của chúng ta thì có 30 người, thậm chí là ở khu vực có thể là chúng ta có nhiều hơn 100 chẳng hạn. Chúng ta không tự làm được cái đấy một mình đâu, nếu mà chúng ta làm được cái đấy, nếu mà chúng ta thống nhất, nếu mà chúng ta phải luôn học, luôn luôn phải nâng cấp cái kiến thức, nhận được các cái kiến thức mới, hiểu được những thứ gì chúng ta đang làm về việc đảm bảo kỹ thuật số. Và tôi hy vọng rằng là năm sau khi mà cái token của security của chúng ta, tức là token chứng khoán, nó sẽ ra vô group, nó sẽ có cái cầu rất là lớn, không những cầu cho nó, mọi người thấy bất cứ cái token mà mọi người có thể lấy được cái nhóm token và thực hiện được. Thế là những thứ gì mà chúng ta đã tạo được đến một cái nền tảng, cái nền điều quan trọng nhất, thì chúng ta có thể tăng cái công suất, tăng cái hệ thống của chúng ta. Và mọi người đừng có lo lắng nếu mà ai đó hôm nay tự dưng lại về hưu chẳng hạn, đấy, tôi hay nói như vậy. Thì đấy, nhiều khi cũng thế, mọi người ra chiến trường xong tự dưng ai đó nói ôi tôi bị mỏi tay quá, ngày xưa thì tôi bán được đó, để không anh không đầu hàng, không kể các cái bí mật, thì chúng ta sẽ nói thôi anh cứ nghỉ ngơi đi, thì sau đó thì anh có thể kết nối được sau này. Nhưng khi anh kết nối sau này thì anh sẽ không đổi theo được đâu, chắc là như vậy. Hôm qua tôi đi đến Dallas, tôi kể anh có tưởng tượng gì không, 5 năm nữa mà những người mà đã tụt lui, họ đã đi làm cái công ty khác, thì cứ để họ ra đi, kệ họ, chúng ta đâu có ép ai đâu. Chúng ta có phải là cái thể chế nó lệ không, để quyền lựa chọn của bạn.
Mà tôi có tưởng tượng không, 5 năm sau tôi tới chỗ anh và anh ấy đang mời vào máy bay riêng chẳng hạn. Sau đó thì mọi người có thể là anh sẽ mời tới cái thuyền dài 100 mét với các bạn mà đã bị tụt hậu, mà họ có cần đấy, chân của tôi bị mỏi thì mọi người cứ đi đi, tự đi đầu tranh cho tôi nghỉ một chút. Mà họ sẽ bảo là wow, ô đây là máy bay của ông mà, đây là cái thuyền của ông mà tôi cũng muốn. Tôi bảo không vấn đề gì đâu, nhưng mà anh đã bị tụt hậu 5 năm rồi, để đuổi theo được thì anh phải tăng tốc tốc độ khoảng gấp 5 lần nữa. Vì vậy cái điều này nó sẽ có không thì tôi sẽ nói là 100%. Và khi mọi người bảo nó là lãnh đạo không biết họ đi đâu, tôi thấy rất là buồn cười. Tôi 100% tôi biết là tôi đang đi đâu. Sao mọi người bảo, mọi người tưởng tượng xem, chúng ta không có ai ở đây đâu, chỉ có tôi và anh thôi. Chúng ta có hệ thống thanh toán, chúng ta có blockchain, chúng ta có sàn crypto, chúng ta có quantum, chúng ta có hàng loạt các công ty chẳng hạn như là các cái đảm bảo kỹ thuật số này. Chúng ta anh lại chạy theo tốc rồi, không ai làm phiền chúng ta đâu. Tôi đã tạo cái bảng nữa, chúng ta tổ chức các cái buổi hẹn hò, hẹn gặp khoảng 10 người một ngày, thì một người có thể tạo được 1,5 triệu dân chỉ trong vòng có thể 8 đến 10 năm. Thế nhưng mà chúng ta có 100 người kết nối với chúng ta, thì cái 3 tỷ người dùng thì chúng ta có thể thực hiện được trong vòng 2-3 năm, tối đa là 5 năm. Vì vậy thưa các bạn, nếu mà mọi người muốn nói sau đây, nhưng mà các bạn hãy tin vào sự thành công, hãy tin vào chính mình. Thực sự tin là một cái sức mạnh, sức mạnh nhất có thể. Khi mà tôi khi có một sự cái khoảng trống ấy, thì đó là thực sự là một hiện tượng hoàn toàn bình thường. Nếu bạn đang đi đi, bạn nói sau đó nó có cái hố, sau bạn ngã, bạn không để ý là có cái hố tiếp, bạn đứng dậy xong bạn đi tiếp. Và nếu mà bạn thấy có cái hố thì bạn nhảy qua xong bạn đi tiếp, hoặc là bạn sẽ đi vòng một kiểu gì vẫn đi tiếp, nhưng mà ít nhất là bạn sẽ biết bạn đang đi đâu. Và nếu tất cả chúng ta, các bạn đang đi đâu, và nếu mà đội ngũ Ý họ biết họ đang đi đâu, và nếu đội ngũ Ấn Độ họ sẽ biết họ đi đâu, tất cả họ biết họ đi đâu, thì cái mục tiêu chính của chúng ta là gì? Và nó sẽ có, và nó sẽ luôn luôn đi cùng chúng ta. Khi mà tôi xem cái phim Tâm Hồn Thời Gian, và đó sẽ có một nói với các cái nhà đề chế tài chính và những các cái sự đầu cơ về mặt tài chính, rồi cái tôi tôn giáo tài chính, là chúng ta bị dắt mũi, thì tôi nói thôi dừng lại ở đây, chúng ta sẽ không cho phép để điều này diễn ra. Và tôi lúc ấy dậy vào ban đêm vì tôi cũng uống bia khá đấy. Và khi mà tôi đã đi ra phía này hoặc phía kia, tôi đã thấy cái từ NEMI, tức là nền cải cách kinh tế tiền hóa thế giới. Và tôi thấy cái NEMI tiến hóa thế giới, và chúng ta có thể làm được điều này, vì chúng ta đang có cái thời gian thật tuyệt vời, khi mà chính mọi người họ sẽ có trách nhiệm với cuộc sống của mình, đời của mình. Và những các cái những người mà hay nói các cái luôn luôn hạn, dù là có dịch Covid rồi có những cái hạn chế trên máy bay, thì nó chỉ tạm thời thôi. Mọi người phải hiểu rằng là khi mà mọi người tập hợp với một mục tiêu giống nhau, và họ có một cái mục tiêu rất là rõ ràng là thay đổi các cái năng lượng trên thế giới này, và tất cả những người mà đeo mặt nạ cho chúng ta, và hãy tạo những các cái ngăn chặn để mà chúng ta không thể ngồi được với nhau, thì chúng ta có thể vượt qua họ được. Và khi mà chúng ta gặp nhau ở trong cái kỷ lễ 10 năm, thì họ có thể ngồi nặng chúng ta tập hợp 50 người, thì chúng ta có thể nói là chúng tôi bây giờ muốn tới chỗ bạn để có thể ngồi với nhau. Vì vậy chúng ta hãy làm thế nào để thế giới nó tốt hơn, để tất cả mọi thứ diễn ra ổn hơn. Vì cái điều duy nhất mà phụ trách cho cuộc sống của bạn, để cái tình trạng kinh tế của bạn đấy, là những người mà ngồi trong chỗ bạn đó, bạn hãy trách nhiệm, hãy hạnh phúc, hãy yêu người, yêu chính mình, yêu những người xung quanh, hãy nói những cái thường xuyên cảm ơn mọi người rất là nhiều, và hẹn gặp lại mọi người sau. Ồ, hình như tôi đã kịp giờ rồi đấy. Thế là ta đã đến cuối cùng rồi. Đây là cái điều cuối cùng mà tôi muốn nói với các bạn thôi. Ta chuẩn bị đi ăn trưa rồi. Thứ nhất là chúng ta biết được ai là người chiến thắng, ai là người đã giành giải thưởng, phần thưởng. Là sẽ nói cho mọi người biết đấy là người đấy tất nhiên là đã nhìn thấy tất cả.
những gì mà đang diễn ra, như là tận mắt người đấy sống ở Manipur, một người Ấn Độ, một người Ấn Độ đã trở thành người chiến thắng ngày hôm nay, người được giải thưởng. Tôi chỉ xin một phút nữa thôi để chúng ta về một con người sẽ phải có mặt đây, không thể gặp được chúng ta. Tôi đang nói về Anna Munich, cái người mà đến phút cuối, anh ấy đã mua vé hẳn rồi, làm việc rất là nhiều trên mạng lưới để có thể chuẩn bị tất cả những gì sẽ diễn ra tiếp theo, trong tháng tiếp theo.